Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Đồ Gỗ Tùng 8. Và tôi xin kính chào quý khách. Và hôm nay tôi đã về tại xã Hoàng Xá. Đúng bây giờ đúng giờ 6 giờ tối ngày 15 tháng 10 năm 2018. Và tôi đã về tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy và tỉnh Phú Thọ, và để bàn giao cho anh Giang Vân một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng. Và bơi xe chúng tôi vừa tới cổng nhà anh đây, và tôi sẽ quay qua quý vị xem cái nhà mới của anh, còn đang chưa kịp sơn này. Và ngày mai anh về nhà mới đấy. Và lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị xem chi tiết bộ ghế nhá. Bơi xe bắt đầu mới vừa tới cổng nhà anh. Vâng, thì bây giờ là đúng 7 giờ tối ngày 15 tháng 10 năm 2018, thì tôi đã bàn giao xong cho vợ chồng anh Giang Vân một bộ ghế Tần Thủy Hoàng màu gỗ đỏ. Và đây là tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Và thì tôi đã bàn giao trực tiếp, tôi đã đi bàn giao xong cho anh vợ chồng anh Giang Vân nhá, ở xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, một bộ bàn ghế màu gỗ đỏ. Bộ này có tên gọi là bộ ghế Tần Thủy Hoàng, và gồm có 6 món. Và thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua cho quý vị xem chi tiết bộ ghế này nhá. Đây chắc là con của anh Giang Vân đây hả? Cháu. Đây bộ ghế, chi tiết quý vị xem. Còn bộ ghế này là được chọn vân rất là đều và đẹp. Và màu rất là đều. Đấy, từng cái cột. Chi tiết đây là hai chiếc ghế đơn này. Và hai chiếc ghế đơn. Vâng, bộ ghế này là có kích thước là cái bàn là dài 1m40 và rộng 70. Bàn là tấm liền tấm, không chép ghép. Và cái đoạn dài là nó có kích thước là 2m4. Vân rất đều, rất đẹp. Cột đây quý vị xem. Rất chi tiết, đẹp luôn, mặt cũng liền tấm luôn. Chất liệu là gỗ gõ đỏ của Lào và nhập khẩu từ Lào nhé. Và quý vị xem đấy. Tôi sẽ lướt qua cho quý vị xem là bộ ghế này nó đều màu và vân nó đẹp, rất là đẹp. Và ai có nhu cầu có một bộ ghế Tần Thủy Hoàng bằng gỗ gõ đỏ đều màu và đẹp như này thì sẽ xin liên hệ với số điện thoại 0987 510806 nha. Và hôm nay tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, và tôi đã bàn giao cho anh Giang Vân, vợ chồng anh Giang Vân, một bộ ghế rất là đẹp này, bằng gỗ gõ đỏ đều màu này. Đây nha, hai vợ chồng anh Giang Vân đây nha, cũng rất là trẻ đẹp, và cùng hai cháu đó. Và hôm nay đã mua tôi một bộ bàn ghế rất là đẹp.